Lâm ơi, em thích uống đồ uống gì nhất? Em thích Coca. Coca. Trường ơi, em thích uống đồ uống gì? Em thích Pepsi. Pepsi. Bạn thích uống đồ uống gì nhất? Cà phê. Cà phê. Cường thích uống đồ uống gì? Lắm, chắc thì cà phê thôi. Cà phê. Còn hai bạn nữ thì thích uống đồ uống gì nhất? Đương nhiên là trà sữa. Chà chà, có vẻ như là rất nhiều các bạn yêu thích một số những món nổi tiếng như là Coca-Cola, trà sữa hay là cà phê vân vân. Còn các bạn thì sao? Bạn thích nhất là món đồ uống gì? Hãy comment chia sẻ ngay xuống phần bình luận để xem có ai cùng sở thích không nhá. Còn trong video ngày hôm nay thì xin mời các bạn hãy cùng admin vi vu khắp cả thế giới và Việt Nam để xem đâu là những thức uống được người ta ưa chuộng nhất, lý do gì khiến đồ hot của nó vẫn giữ vững trong vài chục năm qua mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay bây giờ hãy cùng Kính Lúp TV đến với 7 món đồ uống cực ngon khiến cả thế giới uống mãi không chán. Đầu tiên đó chính là Coca-Cola. Các bạn thân mến, dù đã trải qua biết bao mùa khoai sọ, thì có một điều chắc chắn là 99% chúng ta đã ít nhất một lần uống Coca-Cola, hoặc là cũng không dưới một lần nhìn thấy những bảng quảng cáo đỏ chói về nhãn hàng này. Dù về sau thì đã xuất hiện thêm biết bao nhiêu những món đồ uống mới lạ, nhưng Coca-Cola vẫn giữ một chỗ đứng cực vững trên thị trường trong và ngoài nước. Chả vậy mà theo thống kê, Coca-Cola hiện là thương hiệu nổi tiếng nhất toàn cầu khi mà cứ mỗi giây có tới 11.200 người đang uống thứ nước giải khát màu nâu này. Trung bình một năm thì người Mỹ đã nạp vào cơ thể 4,9 kg đường từ các sản phẩm đính mác Coca-Cola, và tập đoàn này hiện đang có mặt trên 200 quốc gia trên thế giới trừ Triều Tiên và Cuba. Mà nhắc đến Coca-Cola thì làm sao có thể bỏ quên được người hàng xóm đã quá Pepsi ơi của Coca-Cola được. Theo hương vị thì mình nhận định đây là bộ đôi giống nhau tới 90%, có chăng thì khác nhau ở bao bì và chiến dịch quảng cáo, không cà khịa nhau đời không nẻ thôi. Với vô số những màn hạ bệ nhau mà Ad đã từng nhắc trong video, 7 cặp đối thủ truyền kiếp bá đạo và hài hước nhất trong kinh doanh. Nhưng mà dù sao thì không thể phủ nhận, Pepsi hay Coca-Cola vẫn luôn là hai cái đồ uống hot hit nhất, dẫn đầu trong các loại đồ uống có ga đóng sẵn trên toàn thế giới. Còn các bạn, bạn yêu thích Coca hay là Pepsi hơn thì comment ngay lựa chọn để xem ai trùng sở thích không nha. Còn với mình thì loại nào cũng được. Và tiếp theo là một món đồ uống mà học sinh sinh viên cứ phải gọi là mê tít. Thứ hai, trà sữa. Bạn ơi, hỏi đi. Bạn hỏi đi. Đố bạn biết nhá, trà sữa này là trà đổ vào sữa hay là sữa đổ vào trà? Cái gì đổ vào nhau chả được. Thế sao tớ đổ cậu mà cậu không đổ tớ rồi? Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tăng tăng tình. Tăng tình 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 tăng tăng tăng. Uê, món tủ của ai thì vào xác nhận liền đi nào. Các bạn thích nhất là vị gì thì comment liền tay ngay vào luôn nha. Còn mình là mình mê tít món vị trà sữa sô-cô-la full topping. Và để mình kể cho các bạn nghe về nguồn gốc xa xưa của món trà sữa trân châu này, đó chính là ở Đài Loan. Xuất hiện kể từ những năm 1980 và cho đến nay thì với những hương vị thơm ngon quắn lưỡi cùng với rất nhiều những loại topping đa dạng thì trà sữa vẫn luôn là món đồ uống khuấy đảo hàng triệu giới trẻ và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Không chỉ đa dạng mẫu mã, hương vị mà kích cỡ cũng không giới hạn, nhất là đối với những tín đồ nghiện trà sữa, mồm chê mấy cái cốc size M, size L chẳng thấm vào đâu, thì yên tâm là cũng có trà sữa khổng lồ. Uống là cứ phải chơi cỡ hàng can, hàng lít mới chịu. Còn nếu như bạn muốn uống trà sữa mà muốn gắn kết tình bạn bốn phương, thì nồi lẩu trà sữa siêu nhiều topping chính là lựa chọn của bạn. Và đặc biệt, trà sữa không chỉ là món đồ uống hot hit, mà nó còn dần xâm chiếm trái đất và thao túng tâm lý của chúng ta bằng những đồ vật cực kỳ cute hột me như là quần áo, ba lô, mỹ phẩm, phụ kiện thời trang với thiết kế mang đậm dáng dấp và hình in trà sữa trân châu xuất hiện nhàn nhản khắp nơi. Nhưng mà chưa hết, đến cả bảo tàng, góc nào góc nấy cũng thấy trà sữa là trà sữa đây này, bảo đảm là fan trà sữa mê tít cho mà xem. Địa chỉ chính là The Bubble Tea Factory tại Scape Singapore nha các bạn ơi. Có điều kiện thì tới đây mà chơi. Cơ mà nói gì thì nói, đây cũng là một đồ uống cực kỳ dễ béo và có nhiều đường. Nên dù ngon thì các bạn cũng nên uống ở lượng vừa phải, chứ ngày nào mà cũng trà sữa thay cơm thì chẳng mấy mà lăn nhanh hơn đi. Và tiếp theo là một loại đồ uống thơm nức mà cả thế giới đều thích mê. Thứ ba đó chính là cà phê. Các bạn biết đấy, cà phê thì hiện đang là một trong những loại thức uống vô cùng phổ biến và gần như không thể thiếu đối với rất nhiều người. Với hương vị thơm ngon, giúp cho chúng ta tỉnh táo và thư giãn hơn để bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng. Và ước tính trung bình thì mỗi ngày trên thế giới có khoảng 2,25 tỷ tách cà phê được tiêu thụ. Đặc biệt là ở Việt Nam, không chỉ là một trong những nơi sản xuất cà phê lớn nhất thế giới mà còn là sự sáng tạo độc đáo khi cho ra đời những món cà phê như là cà phê trứng, cà phê muối hay cà phê bẹt Sài Gòn vân vân. Còn để mà nói về
hương vị cà phê đình đám nổi tiếng nhất hành tinh thì Starbucks Coffee là cái tên khiến mọi tín đồ cà phê đổ gục. Hay quen thuộc không kém thì như Highland Coffee cực ngon cực hấp dẫn, rồi thì King Coffee, Trung Nguyên Cà Phê, Nescafe hay Vina Cà Phê vân vân cũng là những thương hiệu chiếm trọn trái tim khách hàng. Không những phải ngon mà cà phê lại còn phải vừa đẹp vừa lạ, nên người ta còn sáng tạo ra thêm vô vàn những hình dáng, màu sắc cho cà phê thêm phần hấp dẫn với những cốc cà phê nghệ thuật, trang trí, tô vẽ, thậm chí là in cả mặt của bạn lên cũng được luôn. Thêm vào đó còn là những món cà phê được làm từ phân của động vật mà nhiều người nghe chỉ buồn nôn, nhưng mà chúng lại là những món cà phê thơm ngon và đắt đỏ nhất trên thế giới. Tiêu biểu như cà phê ngà đen làm từ phân voi, cà phê phân chim Brazil hay cà phê phân trồn với giá cực cao, dao động khoảng 800.000 cho tới 1.200.000 đồng một ly. Theo cân thì cứ phải vài chục triệu một cân tùy loại. Còn cách làm ra loại cà phê này cũng rất đặc biệt. Sau khi mà động vật ăn cà phê vào bụng thì lớp thịt của hạt cà phê sẽ được tiêu hóa. Phần nhân trong quá trình đi qua hệ tiêu hóa của chúng sẽ gặp các enzyme và xảy ra quá trình lên men tự nhiên. Nhân được thải ra ngoài và qua quá trình xử lý kỹ lưỡng thì cho ra đời loại cà phê phân có hương vị cực kỳ đặc trưng và độc nhất. Và không thể tin được là cà phê lại đa dạng đến như thế các bạn ơi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng khám phá một loại đồ uống bất hủ ngay tại Việt Nam nhé. Thứ tư, trà đá vỉa hè. Các bạn thân mến, nếu như ở Sài Gòn có văn hóa cà phê bệt rất độc đáo, chẳng cần cửa hàng, chỉ vài cái bàn cái ghế cộc là làm nên một chỗ ngồi cho người Sài Gòn tụ tập đông vui chẳng kém gì hàng quán xịn sò khác, thì ở Hà Nội hay miền Bắc, thứ làm nên đặc trưng chính là trà đá vỉa hè. Không kén chọn hình thức, không gian của quán trà đá chỉ là một vài chiếc ghế, một vài chiếc bàn con đựng vài ba cái kẹo cao su, kẹo lạc, vài ba quả xoài xanh hay là cóc, một bình ủ trà, một bình đựng đá hay phích nước nóng, khay chén, hộp thuốc lá vân vân, và cũng không cầu kỳ trong cách pha chế, không kén chọn khách hàng uống. Trà đá vỉa hè xuất hiện từ sáng sớm cho tới tận khuya, luôn thân thiện và bình dị đến lạ thường. Mà giá thì chỉ có 2.000 đến 3.000 đồng nên phục vụ được mọi đối tượng từ dân văn phòng cho tới người lao động. Chính vì thế mà người ta còn gọi những quán trà đá nhỏ này với một cái tên rất kêu, Thông Tấn Xã Vỉa Hè. Mà tiết lộ cho các bạn một tin hơi bị bất ngờ, đó là nhìn những quán trà đá vỉa hè vậy thôi, chứ nói về thu nhập là không thể đùa được đâu. Vốn ít mà lãi thì cực nhiều. Quán vắng thì mình không nói, chứ còn những quán đông khách, khách ổn định thì kiếm được tiền triệu mỗi ngày, tháng là cứ phải đều đặn 2-3 chục củ là chuyện bình thường như chơi. Và ở đây có bạn nào thường xuyên tụ tập trà đá vỉa hè hay không thì comment điểm danh nhá. Và tiếp theo chính là một loại nước uống siêu ngon siêu ngọt đến từ Việt Nam, thậm chí còn vươn tầm quốc tế. Thứ năm, nước mía. Có thể nói, so với trà đá, nước mía là một đồ uống xa xỉ hơn chút, nhưng cũng là một thức uống mê mẩn biết bao người, nhất là giữa cái mùa hè nóng như thiêu như đốt, mà được làm cốc nước mía là đập tan cơn khát, sảng khoái hết cả con người luôn. Thậm chí ngày đó thì những xe nước mía made in Việt Nam còn du lịch hẳn sang những nước bạn như là Lào, Campuchia, và bằng cách nào thì đến nay vẫn còn là một ẩn số với rất nhiều người. Tới nay, cái tên nước mía cũng chưa bao giờ hết hot. Ở nhiều nơi, chúng còn được nâng cấp thành những thức uống siêu ngon, siêu độc lạ, khiến ai nấy đều thích mê, như vị nước mía sầu riêng siêu hấp dẫn, nước mía đá xay siêu lạ miệng, hay nước mía trân châu siêu bắt chen. Rồi thì còn có nước mía cốt dừa béo ngậy, không thử là phí lắm đấy nha. Và đặc biệt, như để chứng minh cho sức hấp dẫn không thể chối từ, thì nước mía made in Việt Nam còn từng khuấy đảo trời Âu luôn. Theo đó, trong một lần tới Việt Nam du lịch, thì ông Christopher Lucher, tổng giám đốc của công ty Shokana ở Pháp, đã thích mê nước mía Việt Nam ngay từ lần đầu thưởng thức và quyết tâm mang thức uống dân dã ấy giới thiệu cho quê hương của mình. Thế là từ đó, máy ép mía made in Việt Nam đến hàng ngàn hecta mía ở Tây Ninh đều được ông Christopher Lucher cẩn thận nhập khẩu sang Pháp. Và cho đến nay thì không ít nhà hàng ở Pháp đã thêm nước mía Việt Nam vào thực đơn bán chạy hàng ngày và dần dần tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới. Thậm chí, độ hot của nước mía hot tới mức từ năm 2012, hàng trăm chiếc máy ép mía sản xuất tại Việt Nam đã được nhập khẩu và vận chuyển tới Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với một số nước Trung Mỹ. Quá là xịn sò và chất lượng phải không nào? Và tiết lộ thêm một thông tin cho nhiều bạn còn chưa biết, đó là ngoài ép ra những cốc nước mía thơm ngon ngọt mát thì những cây mía còn được sử dụng để sản xuất ra các loại gia vị như là đường hay là mì chính vân vân. Quá là chất lượng phải không các bạn? Và tiếp theo là một đồ uống quốc dân mà không ai là không biết. Thứ 6, bia. Các bạn thân mến, nhắc tới bia là nhắc tới một loại đồ uống lên men lâu đời nhất trên thế giới, đồng thời cũng là thức uống giải khát
có lượng tiêu thụ lớn nhất hành tinh. Theo bách khoa toàn thư lịch sử cổ đại, nguồn gốc bia được cho là gắn liền với châu Phi cổ đại, Ai Cập cổ đại và Mesopotamia, vùng đất thuộc hệ thống sông Tigris Euphrates ở Tây Á từ 6.000 năm trước công nguyên. Khi đó thì bia được coi là đồ uống sạch, tinh khiết hơn cả nước khoáng, nên được sử dụng như đồ uống của các vị thần. Về nguồn gốc ra đời thì một số đồn đoán cho rằng người phát minh ra công thức làm bia là một bệnh nhân nghèo. Vì không có tiền mua thức ăn nên ông ta đã nhặt mảnh bánh mì bị vứt và bỏ vào nước cho mềm để ăn. Thế nhưng ông ta lại quên mất và sau 2 ngày thì bánh mì lên men tạo thành một thức uống sệt. Ông dùng thử thì có cảm giác lâng lâng như bị say và bệnh thì bỗng thuyên giảm rõ rệt. Nhờ đó mà thông qua vài thí nghiệm thì ông đã cho ra đời được công thức có thể ứng dụng trong y học, đồng thời tạo nên cách sản xuất bia, một thức uống ngon, lạ và được xem như là món quà từ Thượng Đế. Qua nhiều năm cải cách và phát triển thì quy trình sản xuất bia ngày nay đã được sử dụng những máy móc hiện đại bậc nhất và mang đến cho người thưởng thức những hương vị thơm ngon khó cưỡng. Cho đến giờ thì bia được sử dụng như một loại đồ uống có cồn nhằm mục đích giải khát và giải trí trong những cuộc nhậu hay là những bữa tiệc, nhất là Việt Nam mà vào những cái mùa hè. Ra đường cái là gặp bao nhiêu quán bia, cứ phải gọi là đông như quân Nguyên Mông luôn. Bên cạnh đó, nếu sử dụng bia một cách điều độ và khoa học, nó còn có thể mang lại một số ưu điểm tích cực như góp phần làm cho làn da mịn màng, góp phần hỗ trợ cho tóc hư tổn khi gội đầu bằng bia, hay đôi khi được sử dụng như một gia vị nấu ăn với món cá hấp bia thơm ngon thôi rồi. Tuy nhiên, nói gì thì nói, đây vẫn là một loại đồ uống có cồn và không phù hợp với các bạn lứa tuổi học sinh. Do đó, đối với những trường hợp dưới 16 tuổi thì nghiêm cấm việc sử dụng bia rượu dưới mọi hình thức nhé. Và cuối cùng, hãy cùng tìm hiểu về một loại thức uống huyền thoại được rất nhiều vận động viên trên thế giới ưa thích. Thứ 7, nước tăng lực bò húc. Các bạn thân mến, khi mà nói tới nước tăng lực thì hầu hết mọi người tiêu dùng sẽ nghĩ ngay tới cái tên Red Bull hay nước tăng lực bò húc, một đế chế nước tăng lực số 1 thế giới với mạng lưới hoạt động dày đặc hơn 167 quốc gia. Trong những năm 1970, Red Bull đang được bán ở thị trường bình dân dành cho những người nông dân hay là công dân xây dựng và lái xe tải ở Thái Lan. Lúc đấy, cái tên sơ khai của nó là Creatine Gang với tác dụng là giúp cho người ta vượt qua mệt mỏi, tỉnh táo và khiến cho tài xế có thể lái được cả đêm luôn. Đến năm 1981 thì cái tên Red Bull chính thức được xác nhận và nhanh chóng trở thành nước uống tăng lực được người Thái Lan ưa chuộng. Cho đến năm 1999, Red Bull đã ào vào thị trường Việt Nam của chúng ta với cái tên thuần Việt đó là bò húc và là biểu tượng được in trên lon cũng là hai con bò húc nhau luôn. Nhìn cái biểu tượng cái là thấy năng lực, sinh lực đã tràn trề hết cả người rồi. Bởi vậy mà sản phẩm này được rất nhiều các vận động viên thể thao trên thế giới lựa chọn và tin dùng trước những trận đấu quan trọng, đặc biệt là trong những bộ môn thể thao như đua xe, trượt tuyết, đá bóng, trượt ván, boxing, bơi lội hay là điền kinh vân vân. Ngoài ra thì nước tăng lực Red Bull cũng được sử dụng rộng rãi bởi dưới văn phòng, các tài xế lái xe đường dài vào ban đêm, bởi loại nước này sẽ giúp cho người ta tỉnh táo tinh thần và đẩy lùi những cơn buồn ngủ. Tuy nhiên thì có một lưu ý quan trọng, đó là dù mang nhiều những lợi ích đến như thế, nhưng người dùng cũng không nên lạm dụng mà uống bò húc quá nhiều vì sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Theo cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu EFSA thì tốt nhất là người mắc bệnh tiểu đường, phụ nữ mang thai hoặc những người đang say rượu hay có chứng bệnh tim thì không nên sử dụng bò húc. Bên cạnh đó, trẻ em dưới 10 tuổi cũng không nên uống bò húc bởi có thể dẫn tới bệnh cao huyết áp và khiến nhịp tim nhanh cũng như là gây mất ngủ vân vân. Ui các bạn ơi, đúng là có rất là nhiều những món đồ uống mà mình thấy rằng là vài chục năm qua rồi mà người ta vẫn uống đến tận bây giờ luôn. Còn các bạn thì sao? Bạn cảm thấy ưa thích nhất là món đồ uống nào? Hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu yêu thích video, hãy để lại cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh và để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.